Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bằng cách khắc phục cái lỗi cái máy in Brother HL240. Khi các bạn nhấn lên in là nó báo lỗi error, nó bị kẹt giấy ở phía dưới hộp mực nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bật nguồn máy in lên, mình sẽ in test cho bạn xem là khi mình nhấn lên in thì cái máy in nó báo lỗi. Nó khi nhấn lên in nó nhận lệnh xong là nó kéo giấy lên là nó kẹt, nó bị kẹt lại đó, nó không có cuốn giấy lên được nha. Đó thì cái máy in nó báo lỗi error, cái kiểu nó giống như là khi các bạn nhấn lên một tờ đó, là nó kéo lên hai tờ nha các bạn. Cái tờ kia nó chưa có đẩy lên xong là nó kéo thêm một tờ nữa, cái dạng kiểu giống như những cái máy in hàng chính thì 1006 HP á, kiểu khi bạn nhấn lên nên là nó cứ nhấp nhấp và lấy nhiều tờ đó. Còn đối với cái dòng máy in Brother này á, là nó không có xài cái relay, nó xài cái chốt điện từ đó, nó kẹt ngay cái hộp mực nữa mà nó cuốn giấy lên là nó cuốn được một tờ, xong rồi là nó cuốn, nó nhấp, nó kéo theo, bởi vì khi nó chưa kéo lên hết cái tờ đó là nó kéo thêm một tờ nữa, bởi vì nó kẹt ngay phần hộp mực. Thì hộp mực mình cũng đã kiểm tra rồi, thì mình cũng thay hộp mực khác thì mình in nó vẫn kẹt giống vậy luôn. Thì cũng có những trường hợp là khi cái hộp mực lỗi nó in nó kẹt ngay hộp mực á, thì mình cũng đã thử cái hộp mực khác thì nó vẫn bị nha các bạn. Đó thì mình loại trừ cái hộp mực ra rồi. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra cái phần khác trên cái máy in. Đó, nó cuốn giấy nó kéo gần hết rồi, cái nó không có lót giấy lên được. Các bạn chú ý nè, cái hộp mực á, thì nó bị kẹt ở phía dưới của hộp mực. Đó, bây giờ mình sẽ lật cái máy in lên. Đó, cái vị trí tay mình đang nhấn là cái điện từ. Các bạn đang xem video tại kênh Vi Tính Huỳnh Lâm, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhé. Thì cái điện từ này nó cũng có một cái chốt để nó kéo giấy các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành vệ sinh, hoặc là các bạn kiểm tra xem là cái chốt điện từ để nó kéo giấy lên nó có bị lỗi hoặc là nó có vấn đề gì hay không, thì các bạn phải tháo ra các bạn kiểm tra nha. Đó, có những cái trường hợp á, thì khi các bạn mới lên, các bạn xài lâu á, thì những cái ốc nó bị lỏng á, thì các bạn cũng siết lại cho nó chặt lại nha. Có những trường hợp là khi các bạn siết ốc lại thì nó in lại bình thường. Đó, thì đây là những cái trường hợp mà khi nó lỏng ốc thì nó hiếm lắm. Đó thì các bạn có thể sử dụng chai xịt R77 nha. Các bạn xịt vào cái chốt chỗ cái điện từ 24V. Các bạn xịt vào cái chốt đó, cái chốt lá giấy. Tại vì cái vị trí chốt đó, nó nằm khi mình quay nó khó, các bạn nhìn rất là khó. Nó nằm ở phía bên trong. Các bạn thấy cái dây đỏ và cái dây đen là hai cái chốt điện từ, hai cái chốt kéo giấy lên của cái máy in Brother HL240. Đó, phía trong nó cũng có một cái chốt nha. Đó, các bạn thử, đây là những cái trường hợp mà khi các bạn có thể xịt cái R77, các bạn vệ sinh khi đó các bạn in lại xem, các bạn kiểm tra lại nó còn bị kẹt nữa hay không.
có những trường hợp là khi bạn làm những cái thao tác này xong á thì các bạn cái máy nó cũng vẫn hoạt động lại bình thường đó. Còn khi mà nó vẫn báo lỗi nữa thì bạn phải tháo ra, các bạn kiểm tra những cái bộ phận nhông cũng như những cái bộ phận những cái dây chốt và điện từ nó có bị lỗi hoặc là có bị trục trặc gì hay không. Thì ở đây mình cái cơ bản nhất, cái đơn giản nhất là mình thứ nhất là mình siết những cái con ốc lại, rồi mình sử dụng rồi bề bảy mình xịt những cái chỗ cái chốt điện từ kéo giấy đó, mình sẽ xịt vào để cho nó có độ độ trơn á. Nhiều khi nó bị nó nhấp cái nó kẹt lại là nó không có lót giấy được đó. Đây là những cái trường hợp mà cơ bản để các bạn có thể tự khắc phục được đó. Thì mình ở đây mình đã làm vệ sinh những cái chốt điện từ rồi, mình cũng siết ốc lại, mình in lại thì nó vẫn kẹt nữa rồi. Nó không có hết cái lỗi kẹt giấy, chỉ là nó còn cái trục trặc cái gì ở những cái bộ phận nhông nữa rồi đó. Thì những cái trường hợp mà khi các bạn đã làm những cái bước như cái video của mình rồi mà nó vẫn bị thì các bạn phải tiến hành tháo toàn bộ những cái bộ phận nhông ra, các bạn kiểm tra rồi bằng vệ sinh nhông, các bạn bôi mỡ vào. Tại vì những cái nhông nó xài lâu thì thường nó sẽ đóng cục đó các bạn. Đó, các bạn sẽ dùng bằng chảy đánh răng, các bạn sẽ chà vệ sinh cũng như là các bạn sẽ bôi mỡ trên những cái nhông nha. Đó, mình đã bung, mình đã tháo ra, mình kiểm tra, mình đã vệ sinh toàn bộ những cái nhông cũng như là những cái chốt điện từ lại đó. Thì đối với những cái bạn nào mà có chuyên môn thì các bạn tháo ra rất là dễ dàng, còn đối với những cái bạn nào mà chưa có rành về tháo ráp máy in thì các bạn có thể dùng điện thoại bạn quay lại để khi các bạn lắp ráp lại thì nó các bạn không nhớ những cái bước nào thì các bạn xem lại thì các bạn làm theo đó. Thì cái chốt điện từ hay gọi là pin solenoid đó, nó chạy điện DC 24V nha bạn đó. Các bạn phải vệ sinh những cái bộ phận đó nha. Đó, thì sau khi mình vệ sinh những cái bộ phận nhông, những cái chốt điện từ mình đã tháo ra, mình vệ sinh sạch sẽ kỹ càng, thì mình bây giờ mình sẽ in lại, mình test lại xem nó còn báo lỗi nữa hay không đó. Thì khi mình đã làm vệ sinh toàn bộ những cái bộ phận nhông rồi cũng như những cái chốt điện từ thì nó đã in được rồi đó các bạn, nó không còn bị lỗi kẹt giấy nữa nha. Đó, thì như vậy mình đã khắc phục được cái lỗi khi nhấn lên in nó bị kẹt đối với cái dòng máy in Brother HL240. Đó, thì video đến đây của mình đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Các bạn nhớ like và các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật được những cái video mới nhất trên kênh của mình nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới.